Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Anh nhận em làm em gái. Ông có khùng không? Từ Sài Gòn trời lên đây ông nhận tôi làm em gái. Bộ làm như thiếu em gái mà. Rồi giờ yêu cưới không yêu thôi về. Em nói được là cưới luôn, còn không là yêu chứ không thích em gái. Em gái mưa để anh chơi mưa làm chi vậy, mệt lắm. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào em. Dạ chào tất cả mọi người trong trường quay. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ xin chào mọi người. Dạ em tên là Lê Nam, hiện là em sinh ngày 8 tháng 8 năm 1981, quê quán Quảng Ninh. Vào Sài Gòn sinh sống từ hồi nhỏ tới lớn. Dạ thì bây giờ em đang công tác tại sân khấu kịch của Hồng Vân. Dạ đây bà bầu của em. Đây vợ em. Dạ em xin chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Em tên là Ngọc Huy, năm nay em 33 tuổi, hiện tại em đang kinh doanh tại nhà. Anh cứ thắc mắc hoài, từ ở ngoài cho tới bây giờ luôn, anh không hiểu tại sao Lê Nam nó lại có thể có một cô vợ là quá đẹp như vậy. Dạ hồi trước là đây là cua đây chứ không đây cua đây nha. Trời ơi, cái đó là nói nghiêm túc. Hồi xưa là em là nổi tiếng cấp khu phố, cứ tới khu phố 5, khu phố 6 hỏi Lê Nam diễn hài người ta biết. Còn ngoài khu phố là không ai biết hết. Vậy mà bả kiếm được em. Bả mê, giống như bả nói trời anh này đóng giống như đóng phim mà có duyên quá. Thì em mới hỏi ủa đóng phim gì, nói đóng phim Hàng Mặt Tử. Cái phim Hàng Mặt Tử tôi đóng như nào ta? Như nhầm đúng không? Không nhầm thiệt. Là cái thời đó mới vô nghề á, đóng vai quần chúng khoảng 200-300 người quần chúng vậy đó. Mà không biết sao nhìn ra được em. Mà đúng không Nguyên? Dạ đấy. Chắc duyên số anh. Mà sao cả trăm quần chúng mà em không nhận ra mà em nhận ra lên không vậy? Biết sao không? Thực sự có cái gì, em đóng quần chúng mà em cũng thuộc dạng ảo, cũng có hơi tính toán á. Em thấy cứ mà cặp chính mà đi vậy á là em đứng xăm chỉ. Em chỉ trời chỉ mây gì đó, em không thoại gì hết, em chỉ gì đó. Cái quay chính là vô cận em. Thấy được em, các bạn tưởng em đóng phim gia chính. Thật sự là em quần chúng. Rồi Quyên chia sẻ cho anh biết thêm coi có đúng như vậy không. Em và anh là quen nhau là em biết ở trên Facebook. Là lúc đó là em đã có người yêu rồi. Rồi xong lúc đó là em biết anh này là làm diễn viên, thì em mới vô em kiếm nick ảnh, xong em kết bạn với ảnh thì ảnh cũng chấp nhận lại liền luôn. Tại đẹp quá mà chấp nhận liền chứ. Xong rồi vô em cũng nói chuyện rồi nhìn nhưng hỏi là anh còn đi đóng phim không, rồi ổng cũng trả lời là anh ít đi lắm. Rồi lúc đó là em không có nhắn tin nữa. Xong bẵng thời gian lâu cũng lâu á, cái em chia tay bạn trai em. Cái lúc đó thì ổng em hay viết SDT buồn trên Facebook á, ổng nhảy vô liền. Comment chia sẻ đúng không? Dạ đúng rồi, ổng vô là ổng comment rồi ổng cũng an ủi rồi. Xong mà hai đứa em mới hẹn hò gặp ở ngoài chùa bà. Vậy hả? Dạ cái sự tích nó là như vậy. Kể không có chi tiết cái gì hết, kể nó phải có chi tiết. Là vậy, kết bạn mà em thấy đẹp quá. Thì cũng nhảy vô kết bạn mà không biết bây giờ phải nói chuyện sao. Rồi tìm hiểu này nọ coi xem người ta có người yêu chưa. Thì thấy có người yêu là bắt đầu bữa đó buồn liền. Tại có người yêu rồi sao mình cua được. Thì giờ chỉ chuyển phương hướng là chù thôi. Chù để chia tay rồi mình nhảy vô chính giữa. Đó thì được cái chù linh. Chù khoảng được đâu hình như là tháng mấy á là chia tay luôn. Thế mình nhảy vô giống như là an ủi. Em ơi em đừng buồn nữa, chắc anh ấy say nắng rồi bắt đầu anh ấy sẽ quay lại. Nhưng nói vậy thôi chứ thực sự là mong đi luôn á. Đi luôn con người em dễ sợ quá Nam. Thì đó. Thì bắt đầu cái nó em đừng buồn nữa thôi, anh nhận em làm em gái anh. Rồi có gì anh sẽ che chở cho em đồ này nọ đồ. Xong cái bắt đầu tìm hiểu nhau thời gian. Dạ. Cái ngày quyết định là thôi gặp mặt. Lên gặp mặt. Tại sao lại gặp ở chùa? Tại cái địa điểm đó là cái chùa bà đó. Chùa bà ở đâu? Chùa bà Bình Dương anh. Đó thì em chạy từ Sài Gòn em chạy lên em đi quay. Rồi sẵn hẹn gặp mặt luôn. Nhưng mà nhà Quyên là ở Bình Dương hay sao? Dạ em dạ ở lên ngay Thủ Dầu Một á anh. Lên tới đó thì vẫn thôi em ơi em nhận anh nhận em làm em gái. Mà bà thì ở sau lưng thì đưa cái tay ôm vậy mà. Em gái tôi ơi. Bà nói thôi ông có khùng không, từ Sài Gòn trời lên đây ông nhận tôi làm em gái. Bộ làm như thiếu em gái mà. Giờ yêu cưới không yêu thôi về. Dữ vậy. Dạ em nói vậy đó. Em nói được là cưới luôn, còn không là yêu chứ không thích em gái. Em gái mưa để anh chơi mưa làm chi vậy, mệt lắm. Cái ông nói ông cũng vậy mà ông kêu thôi là ôm đi, ông kêu em thì ôm mà ông cái em ôm liền luôn. Đang Sài Gòn lên Bình Dương xong cái chở vòng vòng không biết đi đâu hết, kêu đi ăn đi uống thì không đi, nói thôi anh ơi đi uống cà phê. Cũng được, cái trong đây có cà phê võng này vui lắm. Nó ủa cà phê võng bộ đau lưng hay sao vô trong đó chứ vậy.
Thôi kệ, cũng vô cà phê giỏng, vô ngồi cái tự nhiên cái ta tưởng ta nằm một cái giỏng đi, nó cũng có cái vui, nằm hai cái giỏng. Rồi ngủ vô đây chi? Tức này. Sao cái này má bị lãng lãng, sao tự nhiên cái ngủ vô đây nằm hai cái giỏng. Cái tức quá nằm giỏng đây kêu suy nghĩ à. Giờ giả bộ thì đo chiều cao, tại vì cũng tâm sự là cao mét mấy là cũng nói hết rồi. Mà cũng sao xạo ra, em ơi em đo chiều cao với anh đi, cái gái để chi, để đứng này cái tới đây cái là mình ôm luôn. Cái kiểu vậy đó. Cái kiểu vậy. Bà cũng đứng bà đo, tự nhiên bị nhót anh, không dám ôm. Em suy nghĩ liền, tại bà này bà gửi mình vô đây, mới vô mình giống như con hổ vậy đó. Mình tính là làm thịt con mển này. Nhưng ngủ cuộc tự nhiên mình thấy, ủa sao mình giống con mển vậy? Tự nhiên vô đây, tự nhiên cái bà gài mình vô cái thế này. Không được, phải giữ mình chứ. Em giữ được qua cái hai cái giọng đó. Nhưng mà Quyên, dạ, anh thắc mắc tại sao không hẹn đi cà phê bờ sông hay là cà phê máy lạnh vậy? Sao là cà phê giọng? Phải, do là lúc đó em mới, em thấy ảnh trên Facebook, em chưa thấy ảnh ở ngoài đời. Mà lúc mà leo lên xe anh chở em chưa có thấy mặt ổng luôn. Ổng cứ chạy, ổng không có quay qua gì luôn. Em cũng nghi lắm, em biết là cái xấu hay đẹp nữa. Thì đó, đưa vô cà phê giọng tới thui cũng không có thấy mặt. Bởi vì em mới nghe mà em thấy cái quán cà phê, cái tự nhiên cái ông đuổi em đi ăn ốc, em không có chịu. Em nói thôi giờ đi ngang cái quán cà phê, thôi vô quán cà phê cho trời nằm chút đi. Cái ổng không chịu luôn, cái chạy vô mà tự nhiên vô đó tới tối thui à. Cái em không thấy được cái mặt ổng, thấy được cái dáng không mà. Nhưng mà đặc biệt cái là em mê cái là cái giọng nói của ổng, em mê lắm luôn. Ôi. Mà lúc nào ổng nói với em là lúc mới quen mà cứ nói là nói chuyện gia đình rồi có con rồi tương lai sau này làm cho mình mê càng khoái nữa. Dạ, càng nói tự nhiên mình là lúc đó em 30 rồi, em muốn có chồng, muốn có gia đình rồi muốn có con nữa. Rồi sau đó là có trao luôn nụ hôn không? Dạ không, em không có trao nụ hôn, em thực tế lắm. Rồi cái nụ hôn đầu tiên ai là người cướp của người kia? Dạ không có cướp. Không nhớ luôn á. Là lúc đó ông quay ở Bình Dương, ông mới kêu em là giờ ông quay 9 giờ sáng xong rồi. Để kể cho nghe. Kể nó phải có chi tiết. Rồi để quay Bình Dương, sáng quay cái, tối quay cái. Rồi cái dòng buổi trưa đi đâu? Không biết. Tại alo bữa nay ông xã lên Bình Dương đi quay mà quay sáng cái, trưa cái giờ đi đâu? Nói giờ thì đi vòng vòng chơi, nó ủa chưa nắng vòng vòng ngoài đường chơi giống khùng vậy. Có nhà ông bác ông kế bên mới xây mấy cái phòng á, vô đưa chứng minh là vô thôi. Vậy thôi vô đi. Nói, không được, vô đó sợ ma lắm. Bà ông thiệt lòng nó thôi vậy thôi vậy, em lên em có ăn ngủ. Đó thì lên xong rồi tắm rửa đồ. Rồi chị gì đến nó lên. Sau đó là quyết định cưới luôn. Nhưng mà em là có cái linh cảm rằng là vô trong đó là... Em không sợ. Tại vì lúc đó đầu em nghĩ là cái anh này là em phải lấy cho bằng được. Em đâu có sợ. Thì nói vậy anh đi tắm đi, em mới ngồi ở ngoài em coi phim. Thì ổng vừa ra tự nhiên cái ông kêu em đi tắm đi em cũng biết. Không thì thực sự trời nắng mà, đúng không hiểu không? Trời nắng thì vô mình tắm để mình ngủ thôi đúng không? Thì mình làm một người đàng hoàng, tự nhiên ba tắm, ba ra ba quấn khăn là sao? Em kỳ vậy. Thì thực sự em giữ mình lắm. Nhưng sau cái cú quả quấn khăn là em hết giữ mình nổi rồi. Là đứa nào là hổ, đứa nào là mển? Là em là hổ. Nhát lắm nha. Dạ nhát. Ông nói bà này bà làm gì tôi vậy? Bà tránh cô xa tôi. Cô nói vậy luôn đó. Bà tránh xa tôi ra đi. Dạ có. Ôi vậy hả? Dạ. Em mắc cười lên, em nói ông này em bị gì vậy ta? Làm gì mà 36 tuổi bị nhát dữ vậy trời. Sau đó bao lâu thì hai đứa mới cưới nhau? Dạ mấy tháng rồi, quen được mấy tháng rồi cưới luôn anh. Về vừa đẻ đứa đầu đây cho con bú là đứa thứ hai có luôn đó. Cái ngồi có cái bụng, ủa sao bụng mình càng ngày càng bự ta. Mà quấn khăn rồi trường gừng này nọ để làm cho bụng nhỏ lại á. Trường ngoài cái đầu quay ra nói chồng ơi chắc vợ có bệnh rồi. Mà lỡ này tôi nghi tôi bị sơ gan cổ trướng hay gì đó. Nghiêm túc. Dạ, nghiêm túc. Dạ. Cái rồi em còn chăn chối nữa mà. Chăn chối mà gì mà lo quá, bây giờ con mới đẻ ra mà lỡ tôi có chuyện gì rồi sao. Em nghe em khóc luôn. Chết cha rồi, bây giờ bà sao? Nói thôi chở đi khám bệnh. Chở khám bệnh đi. Tôi mà có chuyện gì ông nhớ ở lại ông lo cho con nha. Không mà lấy vợ nữa là tôi về tôi bớt cổn chết luôn á. Thiệt lo thiệt. Ông nghe cái bụng, trời không, bụng lùm cái bự, bự á. Đẻ rồi mà bụng cứ bự vậy đó. Cái chở lên bác sĩ, vô bác sĩ, ủa có bầu tháng thứ 3 rồi phải không? Chỉ luôn, chỉ. Wow. Trời ơi. Vậy là hai đứa lấy nhau được mấy năm ta? Dạ tính ra năm nay năm thứ 4 rồi. Đứa nhỏ năm này nhiều rồi. Dạ ba đứa nhỏ 1 tuổi. 1 tuổi rưỡi. Dạ đứa lớn là 3 tuổi rưỡi. 4 năm. Các em cũng đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm đúng không? Vậy thì bây giờ đến cái phần gọi là dạch mặt nhau. Đó. Chuyện là như vậy. Em nào giờ là một người đàn ông nghiêm túc. Chồng đi làm, nhà ở Bình Dương, thương vợ lên Bình Dương ở rồi chạy về Sài Gòn đi tới lui làm. Bữa đó quay ở Thủ Đức thì có chụp hình để đưa lên Zalo á.
Xong cái bà vô bà lai luôn mà. Chồng gán làm nha, cúp điện rồi hả chồng, bà lai. Xong tự nhiên bữa đó Nhật Cường đưa một cái clip ảnh đi sinh nhật ai đó đưa lên mạng cũng ngày đó luôn. Alo, ông gì đây? Tụi em lý gì? Lý gì vậy? Tự nhiên là chưa gì lý gì? Phải có lý do chứ. Lý gì? Để tôi về, chạy về tới nơi. Ông trả lời đi, cái gì trong này? Ông đi với Nhật Cường nè, ông đi sinh nhật, ông kêu ai là bà xã? Cái bà đưa nguyên cái clip bà coi 20 phút em coi hoài. Ủa tôi nằm chỗ nào nè, tôi không thấy tôi rồi đó. Ông không thấy ông hả? Ông nói sao? Nè, cái khúc này nè, tự nhiên có giọng nào đó kêu bà xã ơi đi về, bà xã ơi. Giọng ông đúng không? Mà y chang chị ơi, trời y trời. Chang nguyên đêm em nằm em nghe cái clip đó hoài luôn. Em tua đi tua lại, em nói phải em phải nói là phải khẳng định đúng là ổng rồi. Em mới điện cho ổng nè, em nói là ly dị liền. Trời ơi, mà chỉ nghe cái giọng thôi luôn. Tức quá trời tức, trời ơi, giọng không phải của tôi. Mà đây được cái là khẳng định là đó là điều chân lý, không bao giờ sai được. Rồi cuối cùng coi như làm sao mà em được minh quang? Thì em minh quang là nhờ cái Zalo. May mắn là em up hình Zalo chứ bữa đó không có cái Zalo là chết. Nhưng mà biết hồi xưa 10 phần giờ còn mấy phần? Giờ là em bớt luôn á, em không có còn ghen nữa. Trời bây ơi. Giờ là hết bớt rồi đúng không? Dạ. Vậy thì cái sự cố mà đợt đó mà đi đột quỵ đó là cái sự cố gì? Dạ để kể cho nghe nữa. Rồi. Đó. Chuyện nó là như vậy không? Đây. Giận Facebook. Thì Facebook mình là nghệ sĩ mà khán giả vô nhắn tin thì cũng phải trả lời cho lịch sự này nọ đồ cái nhỏ đó nó cũng vô duyên nhắn ông xã rồi đó cái coi xỉn rồi xã nào cướp máy bà mở ra bà thấy bà chửi ông nào ông xã nào ly dị có câu là hoài ly dị nữa trời ơi trời tức quá mà gà cãi không được trời ơi tôi có biết này là ai đâu vô nó nói kệ nó đi chứ quan tâm nó làm gì chửi đồ ly dị này nọ cái tức quá lấy xe lúc đó có chiếc xe hơi đó lao từ Bình Phước lao về Sài Gòn lao ao 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 về Sài Gòn vô uống ba lon xỉu luôn đó tức đột quỵ đó em cái lần đó xỉu đó. Luôn ngay đó đột quỵ luôn em tưởng là sáng ngày em ở trên bàn thờ em ngó xuống rồi đó để chứng kiến là vợ tôi ghen luôn mà vợ khi hay tin vô nhập viện thì sao lúc đó em khóc ở nhà em khóc hết nước mắt em mới sanh đứa bé sau cơ có 1 tháng à nằm niệm Phật trong nguyên cả buổi sáng không á xuống thăm ổng được ổng còn giận em rồi em điện cho ổng không bắt máy em cũng không biết làm sao á mà giờ em đi không có được tự nhiên có mình em hai đứa nhỏ đó là đứa nhỏ cơ mới sanh ra được khoảng 1 tháng 2 tháng không có 1 tháng à thì cũng may coi như là trời thương đó đúng trời thương nó chứ nếu như mà lúc đó mà bệnh viện rồi mà gục trên xe là chết mình chết người ta là chết luôn ghê lắm bởi vì cái ghen nó rất là tai hại nên sau này mình phải suy nghĩ nó thật kỹ và tỉnh táo khi ghen phải sẵn kể luôn đi nè đã tật ghen nè rồi còn tật xấu gì không hết rồi một cái một đó thôi dạ chỉ một cái một đó thôi à, vợ con là number one mà trừ nhẹ nhẹ xíu thôi thiệt không thiệt nghiêm túc tới em nó quyền có tật xấu gì không ổng có tật xấu ít cũng ít chứ không có nhiều thấy chưa? Thì em nói thôi đi em ổng chứ là nhậu về cái ông ngủ ngái á cái em lấy cái phủ trang ra tới cái em bịch lại cho ông thở trong đó cho ông ngái mình ổng vậy trời ơi nó tắt thở gì đó cũng vài lần rồi dạ đưa cái gối đè luôn là xỉn đó dạ xỉn về là không tắm nhưng mà sau cái lần đột quỵ đó là còn xỉn không còn đi nhậu không dạ không ít lắm lần đó nó hứa rồi là con không nhậu nữa con không xỉn nữa đó dạ không bỏ luôn thiệt bỏ hút thì thuốc luôn bỏ coi như cái ngáy đó mình bỏ qua cái đó không phải là tật xấu cái đó là cái tật của người ta rồi cái gì nữa nè có bê bối có bừa bộn bừa bộn bê bối sạch sẽ là, không là, hay là ở dơ là hay như là... nào ở dơ có dơ đỉnh là bê bối đi về là quần áo dục ra dục tùm lum hết là em phải đi theo là em dọn rồi nè nó nghe nè rồi có phụ vợ nấu ăn hay không dạ không có nấu ăn từ hai chồng em thích nấu ăn á nấu ăn ngon không nó ngon mỗi lần nấu là 200 cái lộn mỗi lần nấu là 200 cái lộn cái sở thích ổng khác dù em ăn mặn mà ổng thì ăn vừa cái là ổng không có chịu nêm theo ý của em trời bắt em ăn muốn chết luôn bây giờ mới mập được vậy chứ dở hay ngon bắt em ăn muốn chết mà em không ăn là giận giận là gây lộn hay giận nữa hả giận lắm giận hờn với ông nít gì nhõng nhẽo đủ thứ đây nè em là chú hay giận giận lắm không thích là vali đồ đạc bỏ vô đi mà đi ra tới cửa không kêu lại tụi quay vô y chang vậy luôn đó tụi quay vô dạ. Thiệt có nghĩa là mỗi lần đi là phải đi nhấp nhấp hả nào nhấp coi xem có kêu hay không phải kêu hay không mà có lần nào mà em cho nó đi luôn không thì đó dạ, có vài lần mấy lần trước kêu thôi chồng ơi đừng giận đừng bỏ vợ về Sài Gòn cảm thấy lên lần này thôi nha lần này thôi nha là vô là vợ chồng về làm riết bị lờn có một bữa em cho đi luôn
sao có sao? Bữa em tức quá em nói thôi ông đi luôn đi. Ông cái lần đó lỗi đi. Là của em hay là của ai? Hai chồng chỉ cái lộn chuyện nấu ăn rồi vậy đó mà ông cứ la la làng rồi ông cứ la em. Em bực bội quá, em nói sao lần nào cũng vậy, mỗi lần cái lộn cái vô lấy vali lấy quần áo rồi lấy quần áo Ben rồi để vô đi. Cái em không thì mang nỉ nữa, cái ông thấy em năn nỉ cái ông càng hốt vô. Em nói rồi đi kêu taxi giùm cho. Rồi đi. Em nói dạ. Sao đi được? Trời đi mất vợ sao? Ông đi đâu liền, quay vô liền. Quay vô kiếm. Mặc cái lúc quay vô em lấy cái cớ gì mà em quay vô? Mặt hèn lắm, quay vô do bộ kiếm gì đó. Trời mà, kiếm hoài luôn. Không biết kiếm gì luôn, kiếm điện thoại rồi tùm lum hết. Rồi giết rồi bị lờn rồi không cho đi luôn. Mà muốn chơi chiêu thác. Mà tôi uống thuốc chuột tôi chết. Anh em kể này chưa vui lắm nè. Ông đi lộn với em có chuyện của nó có cái gì đâu. Mà phải chuyện mà lớn đâu. Ông order một chai thuốc chuột về luôn. Ở trên mạng về. Ôi em sợ em chết em kêu trời ơi ba bị gì hãy ba chưa? Ba hãy chiêu con chưa. Nhưng thực sự đâu có order cái gì đâu. Mà em nghe mọi. Tiếng order nghe sao rõ ràng. Dĩ nhiên mà. Alo chị mang tôi chai thuốc chuột nha. Ok chị. Nghĩa là thấy à, sợ rồi cúp máy. Ừ bao nhiêu. Cái gì ba ngày ba tiếng thôi. Thôi ba ngày rồi ba ngày tôi chết được sao thiệt luôn. Máy, trời. Em sợ quá trời sợ liền. Luôn á nó nói gì mà em cũng tin luôn trời ơi trời dữ dựng dữ lắm mà nói như thiệt luôn mà cái được em đại cái em năn nỉ thôi chồng ơi vợ sai rồi mốt vợ không vậy nữa thôi à, mà vậy là xì liền xì xuống liền à chuột ơi đừng lại giờ tôi nha ông chồng cục của nam ơi nam thiệt ơi dễ thương quá. Rồi có nhõng nhẽo không? Có nhõng nhẽo không? Nhõng nhẽo lắm đi làm về mà em không sức dầu, không hung một cái là có chuyện nữa. Thì sao? Ồ, phải nựng. Ý là thủ tục vậy đó. Có nựng được không? Đó thì em mới âu ý mỏng bữa nay em về mà em mệt quá mắt 120 coi là em lăn đây em ngủ là có chuyện rồi. Là giận. Giận là giận rồi không mà kiếm giận. Giận. Lại dọn đó. Đồ vali đi chứ. Cuộc đời em gắn liền với cái vali mà. Có vali của nhà em là lúc nào cũng ba cái để gửi cái tủ đồ ổng á. Thực sự ra em nói nghe là thực sự ra vậy nè là vợ em không có sợ em đi nữa. Mà mỗi lần là em dọn đồ vô vali là bà dọn lại cực. Nó là ngay vậy. Chứ không phải là bà sợ em gì đâu. Cứ mỗi lần thôi mà sau này bà vậy nè. Thôi mà. Đúng rồi. Cứ kéo gì hồi nữa cái tôi sắp lại mệt lắm. Ôm ra là cái em phải sắp lại em mệt lắm. Rồi ông bắt em nựng sao? Bắt nựng sao đâu làm thử coi chị không tưởng tượng. Trời ơi. Sao đâu Nguyên đứng lên nựng thử không Nguyên. Làm y như. Đây. Đó nựng đi. Mặt em phải vậy đó. Nhưng mà em khoái à. Khoái những cái như vậy á. Rồi giờ em mong muốn nó thay đổi gì? Em mong muốn là ông bớt khó lại. Khó hả? Dạ khó nữa, ông khó lắm dù. Là trong vợ chồng là đứa nào kèo trên, nào kèo dưới? Kèo đây, trên đó. Đây, thời em gian. Em rất dễ chịu sao cũng được. Nhưng mà qua miệng Nam nó kể anh nghe đó. Sao thế em đó là em là kèo trên đó nha. Em mà khi nào mà em mà nổi điên lên á là ổng mới nghe em. Còn em liền. Mà xìu là ổng lên. Dạ xuống liền. Em chỉ mong muốn ổng mà đừng có như vậy nữa. Dù vợ chồng không có cái gì á thì nói với nhau. Không hài lòng em gì á thì vợ ơi, vợ sai cái này, vợ sai cái kia thì nói với em. Thì cũng nói với nhau nhưng mà tại vì cái tông nó hơi cao xíu thôi. Ồ. Phải hiểu vấn đề, thực sự đâu em muốn cãi lộn đâu đúng không? Mà còn gì nữa không? Dạ vậy thôi chứ chứ chồng em lúc nào là cũng tuyệt vời hết. Lúc nào là cũng là gia đình là số 1. Có mong muốn rằng là hiện nay đó tại vì Nam đã từng bị đột quỵ rồi. Dạ. Thì có nhân đây có nói mong muốn sức khỏe nè, tập thể dục này không? Nói luôn đi. Dạ thì em cũng mong ảnh là bớt nhậu nhẹt lại, giữ gìn sức khỏe. Lúc nào cũng là biết thương yêu gia đình, vợ con. Nam thì Nam mong muốn Nguyên thay đổi điều gì? Dạ đối với em thì em muốn vợ em cứ về hoài đi. Dạ. Tại vì sau 4 năm qua vợ em vậy thì em cũng đã sống hạnh phúc 4 năm qua rồi. Ừ. Cái chuyện ghen cũng vậy thôi, cứ ghen như vậy. Tại vì những lúc mà bả không ghen á, tự nhiên em cảm thấy em bị thiếu thiếu gì đó. Khoái cảm giác bà ghen là mình có giá lắm đây nè à. Để mình được lên cái kiểu vậy á. Bữa nào mà con đi quay mà không thèm nhắn tin, không thèm gì á là bữa đó là con về kiếm chuyện nữa. Tại sao không nhắn tin cho tôi? Có luôn đó. Mà trước đó là cãi lộn là sao bà nhắn tin mà làm phiền tôi quá. Nói chung là con dạng khó chịu lắm. Cũng đẻ ngược đó. Thực sự là tại vì hai đứa lấy nhau mới có 4 năm thôi. Dạ. Mà cái kiểu cuộc sống vợ chồng á, nó còn phải song hành với nhau mấy chục năm lận. Chứ không phải là 4-5 năm hay 1-2 năm. Thì thành ra cái mà cần thay đổi trong cuộc sống của hai đứa bây giờ chỉ là như thế này. Nam phải biết giữ gìn sức khỏe. Dạ. Cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Vấn đề của gia đình mình bây giờ chỉ là sức khỏe. Ừ. Của Nam cũng như là của Nguyên. Dạ. Nguyên lo chăm chút hai đứa nhỏ cũng cực lắm chứ không phải là không. Đó thì cái vấn đề hai đứa chỉ có như vậy thôi mà cố gắng. Bất kể lúc nào có thể giữ được sức khỏe cho nhau thì phải giữ. Ừ. Có muốn nói gì vợ nó không nè? Một câu hứa hẹn. Đó. Nói cái gì đó cho thật là romantic coi. Tự là thời gian qua thì 4 năm trời sống với nhau thì chồng cũng cảm ơn vợ đã dành thời gian chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Chồng biết sai rồi.
Nhưng khó nó là cái tính. Thì từ từ bỏ. Còn bỏ không được thì chắc cũng dọn gia ly mấy lần nữa. Nhưng mà hằng sâu trong cái đó là sự yêu thương vô bờ bến của tôi dành cho bà ấy với hai đứa nhỏ. Mong là sau này tôi sẽ dẹp luôn cái vali. Ôm vợ cái đi. Ôm cái đi nè. Đứng cứng như cây củi vậy đó. À. Đó. Rồi, cảm ơn hai em. Rồi, nha. Chúc hai đứa hạnh phúc hoài nghe. Đó, tại vì cái quan điểm của em là nếu mà quen bạn trai á, thì xác định có đi xa được á, thì em mới dẫn về với giới thiệu với gia đình. Vợ em có cái rất là chậm, làm mọi thứ rất là chậm. Nhiều khi tắm một tiếng rưỡi em không biết làm gì chậm luôn. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại cặp vợ chồng của diễn viên Lê Nam. Còn bây giờ mời quý vị dành một tràng pháo tay tiếp theo để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Hai gương mặt giống nhau hóa. Trời, chị đang tính nói đó, chị đang tính nói mặt phu thê đó. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Thuận, chào tất cả mọi người. Em tên Khương, năm nay em 30 tuổi, em đang hoạt động trong ngành marketing. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Thanh Uyên, hôm nay em 29 tuổi, em đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Hai bạn này chắc là sao ta? Hả, em đoán đi. Đoán nghe, chắc hai bạn này, chắc sao bạn nào? Này đi làm một cái chương trình, đi giới thiệu một cái dự án, một cái sản phẩm gì đó. Vô tình gặp cô này làm trong một cái công ty truyền thông và nhờ cô ấy PR, rồi sau đó quen nhau luôn, đúng không? Dạ không. Không. Ông chỉ làm ông mụ thôi à, chứ còn ông đừng có làm ông thầy bói nha. Khó quá. Vậy bây giờ hai bạn quen nhau như thế nào? Dạ, thật ra thì câu chuyện mà tụi em quen nhau mà tụi em sắp kể ra đây thì ba mẹ hai bên cũng chưa biết luôn. Tại vì tụi em không có quen nhau trực tiếp mà thật ra tụi em quen nhau qua online. Chi tiết là qua ứng dụng hẹn hò. Em lúc đó là còn đang độc thân trong cái hội ế, chị em hội ế. Thì mấy bạn có rủ nhau là ê thử cài này đi, lên ngắm trai. Mà chủ yếu lúc đó là em lên em chỉ quẹt trai tay thôi. Tại vì em ngắm trai tay xong rồi ngẫu nhiên một ngày em mở lên thấy anh này nhắn tin với em. Thì em mới nhìn lại em nói ủa cái profile này thì không thể nào mình quẹt phải được. Tại vì không phải trai tay rồi. Thứ hai nữa là không có hình gì mà gương mặt hết. Anh để 3-4 tấm hình mà toàn là cái chụp đôi chân không à. Như vậy thì không thể nào mình quẹt cái này được. Thì chắc có nhầm lẫn đâu đó rồi. Rồi còn em thì sao? Lúc mà em có thấy nhận diện được cô này không? Hay là cũng chỉ thấy dò với cẳng? Em có để không, mà em kể lại một chút xíu về cái mục đích mà em sử dụng cái app này luôn. Em không có ế hay là em có tìm kiếm gì ở trên đó hết. Tại vì cái nghề của em là bên marketing, về bên công nghệ. Cho nên có cái gì hot mới về công nghệ em sẽ thử. Thử để có thể em viết một bài review hay gì đó về cái app thôi. Thì nói chung cái app đó em sử dụng trong vòng chắc chừng 5 ngày thôi là em xóa rồi. Wow, rồi bây 5 giờ mình... ngày mà có bà vợ hay thì... Rồi bây giờ bao lâu thì các bạn mới gặp nhau ngoài đời? Chắc khoảng 1 tháng sau. Đó là ngay dịp lễ 2 tháng 9. Em mới đi ăn với bạn. Thì anh cũng hỏi em hôm nay lễ có đi đâu chơi không. Cái em đang ăn, cái em chụp hình cái bàn ăn chứ chai bia gửi qua. Cái ảnh trùng hợp anh cũng đang đi nhậu với bạn, cũng chụp hình đồ ăn với chai bia gửi qua. Thì nó ô trùng hợp với vậy, thôi mình ráp qua. Em qua nhóm bạn bên này ăn cùng, nhậu cùng. Thật đó. Lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời. Dạ đúng rồi, lúc đó mới gặp nhau ngoài đời. Rồi ấn tượng của em về anh này lần đầu tiên gặp mặt ảnh là như thế nào? Dạ em không thích. Tại vì lúc đó người kiểu mà em thích là sẽ cao, ốm. Thì chồng em lúc đó không phải. Ảnh mập hơn trong hình, ảnh trắng, trắng còn hơn em nữa. Mà nói chuyện cái giọng lúc đó em nghe sao nó mái mái. Hình như anh này có gây gây sao. Rồi không cũng... Không đúng gu luôn. Dạ, không đúng gu thì thôi. Nhưng mà nha, em thì sao? Em gặp cô này em ấn tượng của em sao? Lúc mà em coi hình á thì có vẻ cô này rất là nghịch ngợm. Còn lúc ở ngoài thì em nhớ bữa đó mặc một cái áo caro trắng đen và một cái váy màu đen, nhìn rất là đầm. Em thích những người mà lúc đó thì cô cũng hơi tròn. Em cũng thích như vậy. Như vậy có nghĩa là vợ là đúng gu của chồng mà trong khi chồng là không đúng gu của vợ. Rồi làm cách nào mà hai người quen được ta? Rồi thì sau đó em lại... Chứ là em nghĩ là gặp nhau, ăn đi chơi với bạn bè rồi qua lại nói chuyện vui lúc đó rồi thì thôi. Xong rồi hôm sau rồi anh cũng nhắn tin, sau đó anh nhắn tin nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn rồi hẹn đi chơi rồi cũng quan tâm, thấy săn đón cũng nhiều. Nói chung là ảnh là người chủ động cứ như theo đuổi em đúng không? Thế là lúc đó đâu còn cảm giác là anh ấy gay nữa đúng không? Dạ. Lần đầu tiên các em đi chơi xa thật xa và dành cho nhau đó là
Là ở đâu? Là ở đâu? Ở Sài Gòn hay ở Đà Lạt hay ở Vũng Tàu? Đầu tiên của tụi em là ở Sài Gòn. Vậy hả? Và cái lần đầu tiên đó thì anh cũng là người đàn ông đầu tiên của em luôn. Lúc đó mới biết. Rồi lúc đó cái cảm xúc của em sao? Em òa vỡ, em sung sướng, em mãn nguyện. Không, em sợ. Sợ. Thấy trách nhiệm dữ quá hả? Dạ không phải, không phải nó về trách nhiệm mà cứ sợ là bạn này sẽ cảm thấy không thoải mái. Mình nên làm gì? Tại mình chưa có gặp cái trường hợp này bao giờ. Cái sợ, đâm ra sợ. Thế còn cái cảm xúc của em như thế nào? Sau cái lần đó mình đã trao cho ảnh thì cái cảm xúc của em sao? Thì em mới là biết vậy mình kiếm sớm hơn. Đó. Đúng rồi đó. Đó tại vì cái quan điểm của em là nếu mà quen bạn trai á thì xác định có đi xa được á thì em mới dẫn về giới thiệu với gia đình, cũng như là em nói là em sẽ trao cho người nào là chồng của em thôi. Thì đó lúc đó cũng là anh cũng là người đầu tiên bạn trai em dẫn về nhà luôn. Ba mẹ em biết luôn chứ đó giờ là mẹ nhà là không có biết là em có bạn trai là như thế nào, rồi em cũng không có up hình Facebook hay gì hết, cũng không có kể mẹ nghe hay gì luôn. Rồi sau đó em đã lên kế hoạch cầu hôn cô ấy như thế nào? Lúc đó là em lên kịch bản sẵn rồi. Hai đứa đó chắc theo như anh nói là chuyến đi chơi xa đó là của riêng hai đứa. Thì em có một team quay phim gì kia hết rồi, lên trên Đà Lạt sẵn. Và cái nhẫn của em tính cầm theo, và một bạn sẽ dùng flycam đưa cái nhẫn cho em ngay trên đồi chè để em cầu hôn ngay trên đó. Em đã đặt xe khách sạn mọi thứ rồi. Bạn em nằm trên Đà Lạt đợi sẵn rồi. Còn kết quả sao chắc em kể ha. Đâu rồi, em cũng thành thật, em nhắn với mẹ là con đi chơi Đà Lạt với anh Khương nha. Cái mẹ là mày gọi lên điện không được, lúc đó mẹ không cho đi. Tại mẹ nói là chưa có cưới rồi gia đình qua lại chưa gì hết, đâu mà đi riêng như vậy. Thôi mẹ thấy cũng không hay lắm, đừng đi. Thì em cũng đâu biết kế hoạch ở đâu, nói ồ thôi không cho đi thì thôi dịp khác mình đi. Rồi anh cũng im luôn. Thì mãi sau này em mới biết đó là một cái kế hoạch đã hoành tráng sẵn sàng chờ nha, ở cuối chờ em ở Đà Lạt. Cuối cùng bị fail, em tức tới giờ luôn. Tại vì em ước mơ là em phải có một cái buổi cầu hôn lãng mạn sáng tạo các kiểu. Rồi sau đó là có một cái buổi khác nó giống như vậy không? Dạ không, lúc đó đang ngồi quán cà phê bình thường. Cuối cùng thì cầu hôn nó bình thường, không thể bình thường hơn. Nó hết lãng mạn mà nó hết lãng xẹt. Bởi vì mình tính không bằng trời tính đúng không? Đó. Dạ, mình tính không bằng mẹ tính. Rồi bao lâu thì tụi em mới đám hỏi? Nếu mà kể về chuyện đám hỏi thì lúc mà tụi em quyết định sẽ đám hỏi là ba mẹ tính, ba mẹ hai bên tự tính luôn. Cái ngày đám hỏi là em phải xuống nhà gái rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Và đêm đó phải ở lại dưới đó. Dạ đúng rồi. Và có nhậu với ông và vợ không? Dạ có chứ. Cái lúc đang nhậu thì em hỏi luôn: ba, tối nay con được ngủ với vợ con chưa? Thì ba nói sao? Đúng đó, cả không? Cái gia đình bên vợ đều nhìn em. Chắc khoảng chừng 15-30 giây sau ba vợ mới kêu: ừ thì đám hỏi xong rồi, coi như bước một chân vô nhà rồi, thôi tối nay cho ngủ. À, cái cách ảnh xinh mắc cười lắm. Để ngồi xem, ngồi em rút cái chân em lên, cái em ngồi em ôm cái chân em này cầm bà, giờ con ngủ vợ con được chưa mà cầm cái chân em như này, giống như là cầm cái súng. Bà phải chịu thôi, nó nói vậy thì phải cho chứ sao. Vậy là tụi em mới đám cưới đây là được 90 tháng đúng không? Dạ. Bây giờ 90 tháng ở chung với nhau có tật xấu gì lòi ra không? Sau khi đám hỏi chừng 1-2 tháng là tụi em dọn ở chung rồi. Vợ em có cái rất là chậm, làm mọi thứ rất là chậm. Nhiều khi tắm 1 tiếng rưỡi em cũng không biết làm gì chậm luôn. Chà toilet thôi. Không, chà toilet là em chà không à. Rồi, còn gì nữa nè? Đặc xấu gì nữa nè? Ăn đó cũng chậm nữa. Nhiều khi con khóc vậy mẹ cứ ngồi ngoài mẹ ăn. Ủa, tụi em là có em bé rồi hả? Dạ. Em bé cũng được 3 tháng à. 3 tháng. Rồi, tiếp tục đi. Có đặc xấu gì nữa không? Ở rất to. Ồ, rất to. Dạ, cái này giống như em nghĩ là cái thói quen thôi, chứ không phải là cố tình. Nhưng mà chỉ trước mặt ảnh thôi chứ em đi ăn ngoài đó có. Mà mỗi lần mà ở được trước mặt ảnh vậy chắc khoái lắm đúng không? Sướng. Rồi tới em đó. Anh này được cái ảnh ở rất là sạch sẽ, mà không hiểu sao chơi dơ với em. Bên này ở, còn bên này chơi dơ. Chơi dơ gì? Móc mũi rồi dán vô người em. Trời vừa rồi. Dán vô người em, dán bất cứ chỗ nào cũng là phải lên tay lại chừng móc. Mà em ghét cái đó không? Ghét cái tật cũng đó hơi gớm gớm gớm. Ghét cô nào trời cho cô đó. Mà giờ nâng cấp lên nữa rồi chị, như là dán thôi vô người thôi đi, còn như là chiêu trò lừa cho em mất cảnh giác để mà phải vô miệng em mới được. Vô miệng em vậy á? Trời ơi, dễ sợ quá vậy. Em thích nhìn cái phản ứng mà dễ đành đạch vậy đó, em thấy em vui vậy được. Ghét rồi. Ghét cái này. Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi cái gì? Nếu như cho được quyền em mong muốn.
Chắc nếu vậy thì em không, hiện tại thì em không có mong muốn cứ chồng thay đổi gì. Đúng không? Dạ, vậy đi ha. Chồng cứ y vậy. Rồi giờ Khương thì giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ thì chắc làm gì đó nhanh hơn một chút xíu, tại bây giờ mình đã có em bé rồi. Thì lúc gì cũng phải tranh thủ. Đúng là mình phải tập cái nhanh nhẹn khi mình đã làm mẹ rồi. Tại vì con của mình á, bây giờ nó 3 tháng thôi đúng không? Rồi đến lúc mà nó biết đi, lúc đó cần nhất cái sự nhạy bén của người mẹ khi mà chăm sóc con. Bởi vì á, nó sẽ té, nó sẽ đập đầu vô cạnh bàn, hay là rất nhiều những cái sự cố xảy ra cho một đứa bé. Mà lúc đó cái sự tháo vát và nhanh nhẹn của người mẹ là cực kỳ quan trọng. Cho nên em phải tập từ bây giờ. À, xin cảm ơn hai em. Dạ. Chúc hai em hạnh phúc và vui vẻ nha. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn hai đứa nha.